Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 2023. Tại Tổ Đình Hộ Pháp hôm nay chúng ta tổ chức chương trình khiếm thị những đức có bài học tập con người có thể thay đổi được số mệnh hay không. A Di Đà Phật. Mỗi một người chúng ta đến đây, mỗi người mang một cái nghiệp khác nhau. Khi chúng ta nghe được Phật Pháp, chúng ta có thể thay đổi được số mệnh hay không? Chắc chắn thay đổi được. Thí dụ như phước báo nhân duyên của mỗi người khác nhau, nên đến với cuộc đời này có những người thì giàu sang, nhưng có những người thì nghèo nàn, có những người cao, có những người lùn, có những người hô, có những người tật nguyền, có những người khiếm thị, có những người thì mắt ra lại sáng. Đó là từ nơi cái nghiệp duyên chiêu cảm mà sanh đến cuộc đời này mang quả báo khác nhau. Nên mỗi một người chúng ta nghe được Phật Pháp, Phật Pháp là cái cơ hội khi chúng ta được nghe và có thể thay đổi được cái số mệnh cuộc đời của mình. Quý vị phải nhớ rằng là có những người mà chúng ta không nghe được Phật Pháp, chúng ta nghĩ rằng cuộc đời đến thế gian này khi mà mình chết rồi thì thôi là hết. Bị nhớ, chết chưa hết. Tại vì chỉ bỏ cái thân nhưng còn cái linh thức phải tiếp tục tái sinh. Giống như là mình bận một bộ đồ, khi bộ đồ này cũ thì chúng ta có tiền mua bộ đồ mới khác, thì cái thân chúng ta khi chết đi cũng như thay một bộ đồ. Nếu như mình mà có vốn tiền bạc thì mình mua bộ đồ mới đẹp hơn, bộ đồ cũ vừa mới bỏ. Còn nếu như mình mà không có tiền thì bộ đồ mình có được càng tệ hơn. Nên chúng ta đang mang cái thân này ở cuộc đời, khi chết đi thì cái linh thức chúng ta theo cái phước báo mà để có cái thân mới. Như đời này bây giờ mình mang một cái thân bị tật, khiếm thị, khổ. Đây là mang một cái thân như một bộ đồ hơi bị xấu. Vậy thì nếu như chúng ta nghe đạo mà biết tu nhân tích đức từ tâm, thì khi mình chết đi thì cái linh thức của mình sẽ có một cái thân mới khác, tốt hơn. Vừa đời này mình biết nghe đạo mà nó lại tái sinh cuộc đời thứ hai, bản thân mình được lợi ích cái quả báo của cái thân mới rất là tốt. Nên quý vị đi về đây á, phương tiện là những đức rủ rất nhiều Phật tử để tặng tiền cho quý vị. Với số lượng người khiếm thị hôm nay hơn 4.000 người, đông dữ lắm. Xe cộ mà quý vị biết chùa mình cái khuôn viên nó rộng cỡ nào chưa? Vậy mà nguyên một cái sân chùa đầy, và xung quanh chùa là xe cứng hết luôn. Người ta ngồi từ trong cái chánh điện đây tràn dài ra ngoài. Và giờ này có nhiều người khiếm thị đang ngồi ngoài nắng, ngồi xung quanh chùa. Và bên đây những đức vừa mới lót gạch đồ sạch sẽ bên đây mà cũng ngồi kính hết trơn luôn. Rất là đông, đầy kính hết. Thì hôm nay có nhiều người á, gia đình cũng khá giả, đi đến đây để tặng tiền cho người khiếm thị. Quý vị cũng có dẫn con cháu mình theo. Quý vị nhớ nè, vì dẫn con cháu mình theo á, nó nghe được buổi thuyết pháp này nó sẽ hiểu ra được nhiều thứ. Nên mình dẫn chỗ nào cho nó ngồi nó nghe được, để nó biết được. Trong cái cuộc đời chúng ta đang sống đây, có khi gia đình nó rất là giàu, ăn uống dư dả, nhưng có rất là nhiều người bây giờ người ta cũng đang rất là khổ. Có khi tìm kiếm chén cơm manh áo người ta cũng rất là khó khăn. Để dạy cho con cháu của mình á, giàu mà biết thương người, làm chủ mà biết thương người làm công, gặp người tật nguyền, gặp người nghèo khổ
gặp người lỡ đường biết giúp đỡ. Mình dạy cho con cháu mình như vậy thì gia đạo của mình nó mới thịnh vượng lâu dài. Nên hôm nay Nhuận Đức rủ rất nhiều Phật tử vừa đi đến đây tặng tiền mà còn dẫn theo con cháu để đi đến đây để chính tay con cháu của mình tặng tiền người khiếm thị, để con cháu mình nhìn được rằng nếu như mà đời này các con cháu mà có điều kiện giàu sang mà không biết thương người nghèo khổ, không biết giúp người, không có đạo đức, thì dù nhà mình có giàu cỡ nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng không có thịnh đó quý vị à. Nhớ, giàu cũng không thịnh. Tại vì sao? Vì giàu mà thiếu đạo đức thì không bao giờ thịnh. Đời này mình giàu là do những đời trước mình biết bố thí cúng dường. Nên Đức Phật dạy rất là rõ ràng, một con người trong mạng mà có phước báo thì họ làm chơi họ cũng có nữa. Mà một con người mà trong mạng đã không có phước rồi, dù là mình có cố công nghèo vẫn là nghèo. Trong cuộc đời này quý vị nhìn rất rõ ràng, có nhiều người người ta rất là thông minh nhưng đời người ta vẫn nghèo khổ à. Vì sao? Vì trong mạng họ không có tiền. Còn bây giờ nhà mình mà được giàu sang là do gì? Từ cái nhân bố thí nên gia đình mình mới được giàu sang. Cũng như một ly nước mà mình uống đi, mình uống một miếng, mình châm vào một miếng thì mình mới có nước uống hoài. Thì giống như nhà mà giàu, quý vị thấy có những nhà giàu dữ lắm nhưng thời gian không lâu là sạt nghiệp. Vì sao? Họ có tiền nhưng họ ác. Họ có tiền mà họ không biết thương người. Họ có tiền nhưng mà họ làm chủ cả, họ bóc lột sức lao động của người ta. Người ta làm cho họ nhiều mà họ không có trả tiền bằng như cái công sức bỏ ra. Họ ỷ vào, họ đàn áp, ép bức người khác. Nên từ nơi đó mà tổn đức. Gia đạo giàu thời gian là nó nghèo lại, khổ còn hơn người nghèo. Nên giờ mình dẫn con cháu mình đi đến đây để cho con cháu người thân mình thấy được rằng trong cái cuộc đời này còn bao nhiêu con người người ta đang khổ gì nè, thấy không? Mà đây là nghiệp lực chiêu cảm bất động. Nghiệp lực chiêu cảm bất động. Nếu như đời này mà mình không tu phước duyên, nhờ mình nghe đạo mình tu phước duyên lại từ tâm á, từ cái tâm mình á. Nếu như mà mình mà biết bố thí cúng dường thì tự nhiên á, mình giàu sang à, đời đời kiếp kiếp mình giàu sang. Còn nếu như mà mình có biết niệm Phật, mình dạy người ta niệm Phật là bố thí pháp, mình thông minh trí tuệ. Bây giờ mình nghe đạo rồi, con ruồi, con muỗi, con kiến mình không dám giết. Đó là mình biết ăn chay phóng sanh thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Nên cái quả báo mà chúng ta đi đến đây mà bị khiếm thị, khiếm tật là đây là thân mình đã khổ rồi. Nên Nhuận Đức á, phiên tất cả những người khiếm thị bằng lời phiên rất chân thật. Mà lần nào tổ chức Nhuận Đức cũng phiên quý vị. Mang cái thân tật nguyền, mình khổ lắm quý vị à. Nhưng cái khổ nhất của cuộc đời con người chúng ta đó là quý vị không nghe được Phật Pháp. Nhớ nè, quý vị đi đến đây dù được người ta tặng cho 700-800, 1 triệu bạc đi, thí dụ đi, quý vị về xài vài ngày hết trơn. Nhưng mà quý vị nếu mà nghe được Phật Pháp á nghe, mà quý vị ngồi đâu, đứng đâu, ở đâu quý vị cũng thường niệm Phật đi. Nhuận Đức nói 100% này, chính bản thân Nhuận Đức là khỏe mạnh nè. Ngày xưa Nhuận Đức trên thành phố 11 năm, Nhuận Đức làm không dư một cắc. Năm nào tới Tết cũng mượn tiền ăn Tết, làm hoài vẫn không dư luôn. Nhưng từ khi 29 tuổi Nhuận Đức gặp được Phật Pháp, Nhuận Đức gặp Phật Pháp và tới bây giờ được mười mấy năm, Nhuận Đức hiện tại nuôi khoảng 2.000 người, người già trong đó khoảng 1.300 người. Mỗi ngày sống 3-4 điểm chùa, làm bao nhiêu việc Phật sự. Trong khi con người này ngày xưa một mình họ lo không xong. Nhưng mà từ khi Nhuận Đức gặp Phật Pháp, Nhuận Đức chỉ có niệm Phật, Nhuận Đức không có một kinh doanh nào cả, không có kinh doanh gì hết luôn, mà thay đổi số mệnh và tâm lượng tự nhiên biết thương người luôn. Chứ ngày xưa bản thân ích kỷ nhỏ mọn, chỉ biết mình, tại khổ quá rồi, một đồng một cắc cũng không mẻ nữa. Nhưng mà mười mấy năm vẫn nghèo là nghèo. Nhưng từ khi Nhuận Đức biết Phật Pháp, Nhuận Đức biết
Nghe Phật pháp có thể thay đổi được số mệnh cuộc đời. Nên chính bản thân những đức đã bắt tay vào làm rõ ràng có kết quả, và chính bản thân những đức đã thay đổi được cuộc đời. Bây giờ tổ chức bao nhiêu chương trình quý vị coi, cũng một số nơi người ta tổ chức chương trình khiếm thị, nhưng không có một cái nơi nào tổ chức chương trình khiếm thị mà đông như chùa mình. Tại vì sao? Tất cả tiền xe quý vị những đức đều trả hết, và mỗi người những đức tặng thêm 200 ngàn. Và những đức kêu gọi tất cả Phật tử có điều kiện tự họ đổi tiền ra tặng quý vị. Cái chương trình này là những đức không có phải là người ta đem tiền đưa cho những đức rồi những đức tự phân ra cho nhiều cho, không có. Mà chính bản thân những đức lấy cái quỹ ở trong chùa nuôi người già và Phật tử một số nơi người ta gỡ. Còn những người đi đến được, những đức đều khuyên người ta cho tiền quý vị đi. Tại vì quý vị cần, những đức mỗi ngày cũng có 3 buổi cơm được rồi, cũng lo được cho 2.000 người cũng tương đối ổn định. Từ nơi đó mà chương trình này những đức mong những người có điều kiện thì đến chỉ tặng người khiếm thị chứ đừng có đưa tiền những đức. Vì những đức đã đủ tiền để làm việc này rồi, nên những đức không có kiếm thêm những chỗ đó. Vì mình nghĩ người ta còn khổ hơn mình nữa, nên những đức nói rằng những người dự chương trình khiếm thị này nè, quý vị nhớ, một là khiếm thị, hai là khiếm tật, ba là cuộc đời mình quá khổ rồi. Còn những người mình mà có được cơm ăn áo bặn, có điều kiện được rồi, dù có ngồi trong đây cũng chỉ nghe pháp thôi, khi người ta cho tiền đừng có nhận. Vì sao? Vì đó là cái chương trình của người khiếm thị, đó là người khổ. Nên những đức nói rằng là trong cái chương trình này một cách những đức cũng không đụng vô nữa, một cách cũng không đụng vô. Trước ngôi Tam Bảo nói 100%, nếu như những đức đụng vô cái đồng tiền này, mà nếu những đức biết tính một chút thì chương trình khiếm thị này những đức cũng dư tiền chứ không thiếu đâu. Tại vì khắp nơi người ta đưa tiền những đức tự chi ra bao nhiêu là kệ những đức đưa ra rồi dư bao nhiêu chứ những đức dạy gì đi lỗ tiền của mình. Nhưng mà những đức tự bỏ ra khoảng 1 tỷ mấy là chương trình từ thuê xe và tặng tiền quý vị. Vì nghĩ đi, mỗi người 200 ngàn mà hơn 4.000 người nó tầm gần 900 triệu. Và tiền xe quý vị là 400 triệu nữa, là 1 tỷ 3. Nhớ nha. Rồi lo ăn lo uống là chùa mình lo hết hoàn toàn. Bánh trái đồ mua chuẩn bị là những đức trả tiền hết. Còn tất cả những người đi đến đây là tự đổi tiền ra tặng người khiếm thị. Đó là những đức nói tặng đáy lòng mình là quý vị nhớ, những người mình có thể làm được, sống được, tuyệt đối ngồi chỗ này đừng có dùng tiền này. Vì dùng cái tiền này không có hay ho gì đâu, chỉ là những người khiếm tật, khiếm thị, người khổ thì người ta bệnh đau, để cho người ta được nhờ đi. Nên những đức khuyên hàng Phật tử cầm tiền theo cho người khiếm thị ở đây, khi tặng xong từ khi bị hết tiền. Còn nếu như còn tiền, những đức khuyên quý vị đi tiếp tục cho nó đi, cho hết đi. Tại lâu lâu mình mới được dự chương trình này. Quý vị coi, như ngoài đời mình có thể đi gặp một hay người què hoặc khiếm thị, ở đâu mà gom được hơn 4.000 người khiếm thị, người tật nguyền, người khổ ngồi ở đây. Từ nơi đó mà cái chương trình này là một cái chương trình rất là nhân văn, con người thương con người. Quý vị phải nhớ rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Con người mà không thương con người thì chúng ta không đáng làm người đâu. Nhớ. Từ nơi đó mà những đức cũng là người miền quê, cũng không có học hành gì nhiều đâu. Nhưng mà từ khi nghe Phật pháp tới giờ, những đức nghĩ rằng cuộc đời của người mình chỉ sống mấy chục năm ngắn ngủi, quý vị. Có những người người ta giàu, rất giàu mà ta cũng không có sung sướng gì đâu. Tất cả những người khiếm thị, khiếm tật ngồi đây đừng bao giờ nghĩ quý vị là người tật nguyền, người khiếm thị là khổ. Cả có người giàu, những đức nhìn thấy họ cũng khổ luôn. Họ giàu mà họ không biết đủ, họ giàu mà họ vẫn keo kiệt à, họ vẫn khổ à. Còn bây giờ mình tật nguyền khiếm thị rồi, bây giờ khổ thì cũng tật nguyền, khổ thì cũng khiếm thị rồi. Nên những đức khuyên quý vị, quý vị nghe lời những đức niệm Phật đi. Chính bản thân những đức niệm Phật thay đổi được cuộc đời mình nè. Chỉ có niệm Phật không thay đổi cuộc đời, mà chỉ niệm Phật những đức lại sửa sai nè. Trong khi ngoài đời ngày xưa những đức cũng là cái dạng tệ nạn xã hội á, hư hỏng á, ăn nhậu bê tha, gái gú đủ chuyện, bao nhiêu điều sai quấy, bản thân những đức phạm hết.
Tại mình mất mẹ từ nhỏ, nên 17 tuổi xa gia đình, như bỏ nhà đi á, là một thanh niên lang bạc. Năm 29 tuổi những đứa cảm thấy rằng ngao ngán cuộc đời quá, thấy mình không biết đi về đâu. Nên những đứa may mắn thay gặp được Phật Pháp, mà gặp ngay Pháp Môn Niệm Phật. Và niệm Phật mười mấy năm nay và đủ duyên nuôi người già, nên những đứa nuôi người già luôn. Bây giờ số lượng đông dữ lắm, đông dữ lắm luôn. Và mỗi từng chia sẻ Phật Pháp hướng dẫn người tu ngày Chủ Nhật mấy ngàn người, còn lễ Vía Quan Âm có khi mười mấy hai chục ngàn người. Quý vị thấy một con người không có trình độ gì cả, lớp 3 mà dưới quê miền Tây, không có trình độ gì hết mà thô thiện, nói chuyện ngang tàng, không có gì đặc biệt chứ á. Nhưng những đức chỉ có niệm Phật, vậy mà những đức có thể thay đổi cuộc đời. Và bây giờ những đức còn có thể thương quý vị. Chứ ngày xưa những đức chưa tu, những đức không có thương người đâu. Nhưng mà từ khi những đức niệm Phật tới giờ, những đức lại biết thương người. Nên những đức khuyên tất cả những người khiếm thị, khiếm tật này nè, niệm Phật đi, 700-800 ngàn này xài 1-2 ngày là hết à. Nhưng mà quý vị niệm Phật, quý vị nghe lời những đức niệm Phật đi. Khi cuối cuộc đời bị niệm Phật, cái sự tái sinh quý vị đời sau sẽ tốt hơn đời này. Nhớ, có khi những lúc buồn khổ chán nản nhất trong cuộc đời quý vị cứ niệm Phật. Niệm sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị cứ niệm đi, rồi quý vị sẽ thấy có những cái vi diệu, có những cái cảm ứng rất là lạ. Quý vị biết rằng á, tuần trước những đức thông báo chương trình khiếm thị là những đức cũng chưa có tiền gì đâu, vậy mà cách 2 ngày thôi là có người gửi tiền những đức để đủ và dư tổ chức cái chương trình khiếm thị này luôn. Thấy không? Nên Hòa Thượng Viện Chủ ngài dạy những đức một câu vậy nè: ông chỉ cần thương chúng sanh là Phật Bồ Tát thương ông. Nên những đức nói với những người mà Phật tử về đây á, dẫn con cháu mình theo cho con cháu mình nghe gì đi. Tất cả các con các cháu nghe, nhà giàu các con á, nên thương người đi. Nên mấy bé về đây học, học lớp đạo làm con, các bé gái á, gặp người khiếm thị là nắm tay dẫn người ta đi lên xe. Về đây ở đây trong dịp mùa hè, thương người là phước báo lớn nhất. Đừng bao giờ xem thường người. Mình giàu mình đẹp đừng bao giờ chê cười người ta, tặc nguyền dơ giấy. Mình có cái tâm đó là đời đời kiếp kiếp mình sẽ khổ, chắc chắn luôn. Những đức học Phật những tin 100%. Tất cả người khiếm thị nghe lời những đức nè, con người chết không phải là hết đâu nghe. Đừng có nghĩ rằng bây giờ còn sống thôi, mình có tiền mình xài, rồi mình tạo nghiệp thí đại đi chết là xong. Khổ rồi bây giờ ăn chơi một chút, đừng có nghĩ gì. Nó còn sự tái sinh đời sau. Đời này mình khiếm thị, khiếm tật, bệnh hoạn, mà nếu như mình mà không biết niệm Phật, không biết tu á nghe, đời sau chắc chắn là mình không bao giờ có thân người. Mà đã là không có thân người thì coi chừng mình ở trong tam đồ ác đạo đấy. Tam đồ ác đạo là có địa ngục, có ngạ quỷ và có súc sanh. Đó là ba đường ác dành cho những con người không biết tu. Bây giờ đời này chúng ta có thân người nè, quý vị đi khiếm thị, khiếm tật, nhưng quý vị còn có thể nghe được Phật Pháp. Nên những đức dùng cái tâm chân thành khuyên quý vị, dù cho người ta cho được 700-800 ngàn, 1 triệu, 2 triệu, nó cũng xài vài ngày là hết à. Nếu như cuộc đời những đức mà người ta cho những đức được 20-30 triệu thì bây giờ những đức cũng không có ngày hôm nay. Rất là may mắn những đức gặp được Phật Pháp, nên những đức muốn đem Phật Pháp này để gửi đến cho quý vị, để cho tất cả những người ngồi ở đây và khắp nơi nơi coi qua chương trình này. Quý vị nhớ, cuộc đời của người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi à quý vị à. Lây quay rồi mình chết rồi, tại sao không tạo cái mà mình cầm theo được? Bây giờ tất cả người giàu bị có giàu cỡ nào đi chăng, bị ngủ một đêm mà bị chết đi, bị cầm theo cái tiền bạc theo được không? Bây giờ cơ hội đây nè, tu phước duyên nè, cơ hội tu phước tu duyên làm đi. Ai mà bây giờ mà đi tới đây mà thiếu tiền, qua ngân hàng kế bên nè rút tiền đi. Cơ hội nè, những đức nói có cơ hội làm thiện, nhiệt tình mà làm, đừng đợi ngày mai. Ngày mai biết mình có còn hay không. Hiểu không? Đó. Nên những đức làm mạnh dạng, dõng dạc, những đức khuyên vì thật lòng. Những đức là làm thật đó, làm nhiệt tình luôn á. Đó. Nên từ nơi đó mà bây giờ đi về đây nè, một chút tất cả vị đi tặng tiền người khiếm thị bị coi nè,
Mỗi người là mỗi một cái nghiệp, mỗi người là một thân tướng khác nhau. Có cô cái bé nhỏ đang nằm đây nè, cái đầu bự thiệt là bự nè, mình nhỏ xíu xíu nè. Rồi bao nhiêu con người bệnh hoạn tật nguyền khác nhau, người Đức ngồi đây thấy có một cô, con mắt của cô nó lòi ra, nó bự lên, nhìn thiệt tình mà nói mình thương tâm. Mình mà nằm hoàn cảnh với người ta mình khổ cỡ nào quý vị. Lâu lâu á, cái chân mình đau một cái thôi mà mình đã thấy nó khổ à. Lâu lâu mắt mình nó nhậm một cái, nó một lẹo một cái thôi mà mình thấy nó khổ à. Không chi là người ta khiếm thị không thấy đường. Nên quý vị đi đến đây á, những đức khuyên quý vị nghe gì rồi đi về tập niệm Phật đi. Cả chùa mình gần 2.000 người mà gạo lúc nào cũng đầy đủ để nấu, cuộc sống ổn định luôn, ai cũng vui hết, là nhờ từ đâu? Từ niệm Phật mà ra. Từ niệm Phật mà ra. Nên trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy rất rõ ràng, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Quả báo đời này mang cái thân nghèo khổ tật nguyền khiếm thị là do nhân đời trước không biết bố thí cúng dường. Có những vị ngồi ở đây, cái nhân đời trước quý vị rất là giàu, đời trước quý vị rất giàu nhưng không biết thương người, giàu mà không biết thương người. Có khi có tiền nhiều, đi lỡ nhà hàng quán ăn kêu nguyên một mâm đồ ăn ra đầy hết, gấp mấy đũa bỏ. Có khi ăn đồ cắn vài miếng vứt, uống nước uống miếng hắt bỏ. Từ nơi cái tâm xài phước đó mà đời này quý vị bị nghèo khổ rồi bị tật nguyền luôn nè. 100% như Phật nói là muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, không bố thí cúng dường nên đời này nghèo khổ. Nên tất cả những người giàu sang đời này mà không biết bố thí cúng dường, có khi đời sau quý vị cũng rất là khổ. Phải nhớ từ nơi đó mà phải tập bố thí cúng dường, chỗ này quan trọng lắm nha quý vị. Nên mỗi một con người mình nghe gì rồi á, dù là bây giờ mình tật nguyền mình nghèo đó, mình kiếm thị đó, nhưng thấy những bạn nghèo khổ tật nguyền như mình cũng giúp được mình giúp nữa. Tại vì những người khiếm thị có những người khổ hơn mình á. Khiếm thị nhưng có những người thì khiếm thị khá khá, có những người khiếm thị quá nghèo. Nên mình cũng có tâm giúp người nữa. Tại mình á, gieo cái nhân gì tặng đời sau mình càng ngon hơn. Còn nếu như mà quý vị muốn tăng tiến luôn á nghe, bây giờ muốn về thế giới của Phật mà không còn khổ nữa, thì nghe lời những đức niệm Phật đi. Bản thân những đức bây giờ mỗi ngày cũng niệm Phật nè. Những đức đi đứng nằm ngồi lên xe hay gì những đức cũng gì nè. Tôi làm như vậy nè, ai làm theo thì làm. Tôi cứ đi đứng nằm ngồi tôi cứ là A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Tôi cứ niệm Phật hoài vậy đó. Mà tôi niệm Phật giết cái tâm tôi thương người, tự nhiên phước báo tăng lên, thay đổi số mệnh luôn. Nên những đức nói rằng con người có thể thay đổi được số mệnh hay không? 100% thay đổi được số mệnh. Thay đổi được số mệnh. Quý vị biết rằng là gia đạo những đức nè, từ đời ông nội những đức thấy không giàu, từ đời ba những đức càng nghèo hơn, anh chị những đức cũng không giàu, đều là nghèo hết. Nhưng mà chỉ có một mình những đức đi tu. Những đức nói thật tình mà nói một câu, những đức hỏi quý vị không có nước uống làm gì cho nước người ta, quý vị không có tiền làm gì cho tiền người ta. Từ nơi đó chính bản thân những đức đi tu mới thay đổi số mệnh. Nếu những đức mà không đi tu thì những đức cũng nghèo khổ như ba những đức, có khi còn nghèo hơn nữa, thấy không? Vậy thì giờ những đức đưa cho quý vị một phương pháp có thể đời này thay đổi nè, là gì? Niệm Phật. Nếu như bây giờ những đức chỉ bị tụng kinh trì chú, khó cho quý vị. Bây giờ những đức khuyên tất cả người khiếm thị này niệm Phật đi. Người khỏe mạnh, người trẻ, con nít gì cũng nên niệm Phật đi. Vì chính bản thân những đức ở trong chùa mấy ngàn người, bao nhiêu người về đây ai cũng vui, là từ đâu? Niệm Phật. Từ niệm Phật mà vui.
Bây giờ những người khiếm thị ngồi đây này, có những người mình già nè. Bây giờ quý vị ngồi đây, nhưng mà mai mốt ai biết thọ mạng mình đến bất tử. Nếu như mình rên rỉ không thì sự tái sinh của mình rất là khổ. Nếu như mà quý vị mà biết niệm Phật mà cuối đời nhớ lời những đức nói nè, khi cuối đời nghe A-di-đà-phật, 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 nhớ, nhớ cái câu này. Bây giờ chưa đến nỗi quá khổ không nhớ đúng không? Đến lúc mà không biết búng biếu, không biết nhờ ai, quý vị thử niệm Phật đi, rồi quý vị sẽ thấy có một cái lợi ích lạ thường lắm. Trời ơi, nhà mình có 2-3 người thôi mà khổ quá trời. Mà ở đây nhà người ta gần 2.000 người. Quý vị nghĩ nhà mỗi ngày sống gần 2.000 người mà sống được, quý vị nghĩ thì sao? Mà những đức nói 100% là từ niệm Phật mà ra. Có khi á, chương trình khiếm thị có những nơi người ta tổ chức 200-300 người, quà cáp đã chuẩn bị sẵn hết, rồi lợi người ta tặng quý vị có khi nhiều tiền hơn ở đây cho nữa. Nhưng mà chưa chắc người ta giảng như vậy cho quý vị nghe. Còn ở đây là những đức chỉ vì một phương pháp để thay đổi cuộc đời luôn. Những đức tin chắc 100% con người có thể thay đổi được cuộc đời, chắc chắn luôn. Giống như có hai vợ chồng khiếm thị này gặp những đức, bà vợ mới nói nè: thầy, thầy, thầy khuyên chồng con của thầy, ổng mù rồi mà ổng giữ như là chằn lửa vậy. Ổng đã mù rồi mà ổng còn nhậu. Ổng nhậu xong ổng cầm cây ổng vượt con, mà con mù ổng cũng mù. Ổng vượt con cái con té xuống hầm cái chùm, ổng cũng té theo. Cái hai vợ chồng bơ 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 dưới hầm, tưởng đâu là hai chồng chết hết rồi. Trời ơi, mù mà còn hung dữ, hiểu không? Nên những đức nói với người sáng mắt nghe, bây giờ người ta khiếm thị, người ta còn vậy thì người ta còn nói: ô, nó khiếm thị mà nó vậy, mà nó mù nó nói vậy. Còn quý vị mà sáng mắt mà còn vậy nữa thì thôi quý vị thua, hiểu không? Nên con người mà nghe đạo thì gia đạo có thể hạnh phúc. Con người mà không nghe đạo là bị sống không có ngày hạnh phúc đâu. Nên ở đây có rất nhiều người các tỉnh thành, như ở xa thiệt là xa, vì biển số xe 49 là ở Lâm Đồng mà. Hồi sáng như Đức thấy sáng sớm là có mặt ở đây. Có những đoàn xe từ Cà Mau đi đến đây. Quý vị nghĩ đi, nguyên một cái gì, cái lượng người này mà trả tiền xe 400 triệu đâu đơn giản đâu. Các tỉnh thành luôn. Mà nếu đi về đây á, chỉ được ngừ 700-800 ngàn triệu bạc thì chuyến đi này thật sự mà nói, xài ngày 2 ngày cũng hết. Nên mấy ông mấy bà khiếm thị ô, nghe lời tôi niệm Phật đi. Cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì, nói thiệt á. Chính những đức này không có bản lãnh gì hết chứ. Bản lãnh nó hơn người chỉ có một cái là nó niệm Phật. Vì mà nó làm bao nhiêu chuyện. Bởi vì mà những đức nói chuyện mà có khi không lẽ dùng công lực nói cho người khiếm thị này bay lóc nhà hết. Thật sự mà nói, nếu mà ai mà là người có phước duyên mà niệm có Phật hiệu này đi, rồi bị sẽ thấy: trời ơi, tôi không ngờ cuộc đời tôi ngày hôm nay luôn. Tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi là cuộc đời đức này là thua, ngoài đời là một tay ăn nhậu bê tha, không ra trò chống gì hết, tiêu. Mà không ngờ năm 29 tuổi nó gặp Phật Pháp mà nó niệm Phật, mà được ngày hôm nay, trời, quá ý nghĩa. Nên những đức gặp mà những anh em huynh đệ mà xuất gia mà ngồi bên khu tăng, những đức nói với mấy anh em: niệm Phật đi mấy anh em. Trời ơi, cuộc đời những đức này làm cái gì? Niệm Phật không đó, mà nó làm bao nhiêu chương trình đó. Bây giờ mấy anh em đến đây đi vòng coi đi. Trời ơi, làm bao nhiêu chương trình này đâu có đơn giản đâu. Là một cái tổ chức rất là lớn mới sắp xếp nổi cái chương trình này. Nấu ăn mà kinh khủng lắm. Mà cơm hộp mà ga mà đem lên xe sẵn, bố trí sẵn hết cho người khiếm thị.
Khi mà xong chương trình một cái là lên xe là có sẵn hết luôn. Nhưng nhớ, dù là đồ chay trong chùa, nhưng đó cũng bằng cả tấm lòng làm đó quý vị không. Đại chúng trong chùa thức khuya dậy sớm nấu cơm đó quý vị. Nên những đức khuyên người khiếm thị khi ăn hộp cơm chân quý, đừng có ăn nửa hộp, liền bỏ nửa hộp. Cái tấm lòng của người ta dành cho mình không có một chút lãnh lương. Trẻ trẻ nhỏ nhỏ không, hai mấy mười mấy tuổi mà thức đêm hôm sớm để nấu cơm, ra từng hộp cơm, bỏ từng miếng đồ ăn chay vào để lo cho quý vị, rồi ra từng chai nước bỏ vào bọc cho quý vị. Những đức khuyên tất cả người khiếm thị này cố gắng ăn, đừng bao giờ vứt bỏ. Những đức nghe đạo biết tu, những đức hiểu rồi. Đời này mình nghèo nàn là do gì? Phí phạm đồ ăn thức uống. Nên những đức bây giờ dù có tiền thì có tiền, tuyệt đối ăn uống là kỹ lưỡng lắm. Những đức thường nhắc người trong chùa, có ăn phải nghĩ người nghèo khổ. Nên những đức khuyên tất cả người giàu đi đến đây cho tiền khiếm thị, khuyên tất cả các đứa cháu, đứa con đi lại đây nè, các con nên nhìn người khiếm thị mà thương người ta đi các con. Đừng bao giờ có một cái tâm chê người ta, dơ giấy gớm người ta. Đời này mình chê người ta, rồi đời sau người ta chê mình. Nên cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, lây quay là chết bây giờ. Qua cái chặng dịch bệnh quý vị thấy người ta chết quá trời luôn. Nếu như mà mình giàu trong cái thời đó mà mình chết thì bây giờ mình có cầm của cải gì theo không? Nên đi đến đây nghe những đức nói gì, tập niệm Phật đi. Nếu quý vị mà niệm Phật, khi thọ mạng vị đến, quý vị có sự tái sinh tốt đẹp của đời sau, chắc chắn luôn. 48 lời nguyện dạy. Một con người khi cuối cuộc đời chỉ cần nghe danh hiệu A Di Đà Phật, dù là không cầu sanh cực lạc, nhưng họ sẽ sanh vào gia đình tôn quý, các căn đầy đủ, thường tu thắng hạnh. Nhớ. Nên mỗi một người khiếm thị đi về đây mà những đức nhắc gì quý vị cũng được ấn tượng, ít gì cũng nghe được nhắc nhở. Ôi ôi, ngồi mà đến nỗi mà đầy hết trơn người ta. Mấy vị coi, người ta tổ chức thì người ta đưa lên 200-300 người, rồi xong rồi đúng phiếu như vậy thì thôi. Còn chùa mình chơi rồi thôi, xả cổng. Kiểu này viết chắc nó dẫn nửa nước đi luôn. Nên mấy vị coi, giống như ai đến cũng được. Nên những đức nói rằng là hiểu rồi thì tự nhiên mình sẽ biết tu phước tu duyên liền. Nên những người mà đi đến đây tặng tiền đó, ai đưa tay ra thì cho, hết thì thôi, không cần suy nghĩ gì hết trơn á. Nên những đức nói một câu mạnh dạn, những người giàu có mà có tiền đi casino quýnh bài đồ đó, để dành tiền đi đến đây cho người khiếm thị này, những đức nói với vị rửa tiền đây mới thật đẹp, rất đẹp. Đi quýnh bài, đi cá độ đá banh chi, thấy không? Nên những cháu nhỏ nhỏ mà đi về đây, các con nghe gì nè, các con coi cuộc đời người ta cần có cặp mắt như mình kìa mà còn chưa được kìa, có những người cần đôi tay đôi chân như mình mà không được nè. Bây giờ như đức hỏi những người khiếm thị, sự ao ước quý vị lớn nhất là quý vị mong làm sao cặp mắt mình được sáng, mà quý vị còn chưa được kìa. Bây giờ các cháu nhỏ, các con còn nhỏ mà không nghe giáo dục nghe, lớn lên đi hút chích xì ke ma tí, các con đi nhìn cặp mắt, dùng cặp mắt các con để đi dùng cầm cây kim để chích vô người mình. Thật sự mà nói các con sống vô nghĩa quá. Các con hãy nhìn bao nhiêu con người tật nguyền này nè, để mà các con đứng lên các con sống cho đặc biệt. Cuộc đời những đứa cũng đâu hay ho gì đâu, mà từ khi gặp Phật Pháp những đứa thấy rằng từ bây giờ cho đến khi mình chết đi phải làm một cái gì đó trong cuộc đời này cho nó ý nghĩa, làm hết mình luôn. Nó tới khi mà chết tôi đứng tôi cười cái tôi đi. Vì sao? Vì tôi đến cuộc đời thì tôi thấy tôi quá mừng rồi. Nếu mà tôi cứ như cái năm 29 tuổi mà tới bây giờ, thật tình mà nói vô nghĩa quá. Bằng ngày đi làm, chiều đi nhậu, 11, 12 giờ khuya, có khi 3 giờ khuya mới về, cứ nhậu suốt vậy đó. Bữa có tiền thì uống
bia Ken, tiền ít ít thì uống Sài Gòn đỏ, còn bớt tiền nữa thì chơi rượu chuối. Nó tùy theo có tiền mà chơi. Rồi ngày mai tiếp tục cài, gọi là tay làm hàm nhai mà tay ngưng hàm nhịn. Cả đời như vậy đến khi chết đi đọa lạc. Nên những đức gặp được Phật Pháp, những đức thấy quá ý nghĩa. Những anh chị khiếm thị ô, quá ý nghĩa. Nghe lời những đức niệm Phật đi. Trời ơi, tôi bây giờ mà tôi còn niệm Phật, tôi muốn sanh Cực Lạc kìa. Tôi 42 tuổi nè, còn khỏe lắm. Nhưng mà tôi bây giờ mỗi ngày tôi còn nhiệt tình niệm Phật nè, nhiệt tình làm việc thiện nè, để mong rằng khi cuối đời mình chết, mình có con đường mình đi. Chứ tôi không có muốn mà khi gần chết mà nó kêu la kêu gào không có biết đường đi đâu đâu. Nên từ nơi đó những đức khuyên các anh chị khiếm thị này, các cô chú khiếm thị này nè, nghe lời những đức niệm Phật đi. Cứ ngồi đâu, đứng đâu, đi đâu, cứ làm gì nè, A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Bán giấy số hay làm cái gì, cứ niệm Phật đi. Những đức nói vì niệm Phật người ta còn cho tiền thêm. Chính những đức ngồi trong chùa có một chỗ thôi mà khắp nơi nơi người ta đến là ta gặp mặt là đưa tiền. Nên mới có tiền làm gì, chứ người ta không đưa lấy tiền đâu làm. Đúng không? Mà ngộ mình niệm Phật ta thấy ta thương nghe. Ngộ cái niệm Phật người ta thấy ta thương à. Còn ngày xưa người ta gặp ta muốn quýnh nữa. Cũng là cái mặt này. Mà ngày xưa người ta gặp là người ta ghét. Mà cũng là cái mặt này. Mà bây giờ người ta gặp người ta thương. Ngộ ghê không? Hiểu không? Không, những đức là lúa 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 à. Cái gì nói thẳng 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 à. Mình là dân miền Tây mà quê mùa mà thiếu học mà. Cái gì là nói thẳng 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 thẳng. Không có biết qua mà qua què gì đâu. Hiểu chưa? Không biết màu mè. Màu mè chi tốn xăng. Cái gì nó thẳng đi. Đó quý vị đi về đây, những đức nói thật lòng là cái tâm con người, thương con người, mỗi người chúng ta nên học đi. Con người là phải thương con người à. Mình thấy người ta què hoặc tật nguyền mình thương người ta. Nếu đặt mình què hoặc tật nguyền mình cũng mong người ta thương mình. Nên mình không có bị què hoặc tật nguyền, mình bị người ta què hoặc tật nguyền, mình gặp người ta mình thương người ta. Nhớ nghe, mình không có mù, nếu như mình mù mình cũng mong người ta dẫn mình đi. Bây giờ mình gặp người ta mù thì mình dẫn người ta đi đi. Mình có điều kiện, có tiền, mình chia bớt cho người ta sống đi. Thì mình có tiền hoài. Nhân quả mà. Trời ơi, mấy cái cô đi đến chùa nghe Phật Pháp nè, cứ le ra kiếm tiền cho người ta hoài mà có thiếu tiền đâu. Trời ơi, rõ ràng không? Những đức nói thiệt chứ, tin nhân quả rồi, có tiền chơi sạch, cho người ta hết đi. Chứ mình đâu có đi ăn chơi đâu mà mình sợ. Trời ơi, mình cho thì còn, mà mình ăn nó mới hết. Mình ăn mình hết trơn á. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Vợ chồng mà đồng lòng nghe, đến cái thế gian này mấy chục năm, tha hồ bố tí cúng dường đi, làm tớ luôn. Không có khổ đâu, đừng có sợ khổ, đến đây tôi nuôi. Lo gì. Bây giờ quý vị mà gặp những đức ở trong cuộc đời này nghe, quý vị cứ kết hợp những đức đi. Những đức là làm tới đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Chứ không có đi lùi đâu. Ngu gì đi lùi. Trời ơi, đến cuộc đời này mà đi lùi. Bây giờ mình biết rồi, mình có cầm của cải gì theo đâu mà mình không bỏ ra. Một hơi thở thở ra, không hít vào cái gì mình cầm theo. Nó bao nhiêu con người ta giàu, khi người ta chết rồi người ta có cầm của tiền theo không? Nên những đức mong tất cả những người mà khỏe mạnh sáng mắt đó nghe, coi qua chương trình này quý vị nên cảm thấy mình còn hạnh phúc đi. Nó sống cứ nhìn lên không mà thấy mình thua người ta. Mà nhìn người khiếm thị nè, quý vị còn hơn người ta đó. Khổ gì khổ mà cũng còn cặp mắt, còn đôi chân đôi tay cũng mừng rồi. Khiếm thị mà nghe nói chuyện cũng ngủ. Bữa nay sao ho hoài à? Chắc sắp chết thì sao nè. Không? Kệ, sống bữa nay là sống đặc biệt bữa nay à, mai chết tính mai. Nên những đức khuyên người khiếm thị nghe, tật nguyền khiếm thị rồi, đừng có than thân trách phận chi cho nó mệt. Miễn sao mỗi ngày có cơm ăn áo bận, ngày nào cũng sống niệm Phật cười đi, trời ơi còn ngon nữa. Than thân trách phận chi. Bây giờ mình mù rồi mình có than thân trách phận, mình đâu có sáng mắt lại đâu.
đúng không? Mình què rồi, mình than thân trách phận, mình cũng đâu có sáng mắt là đâu có lành cái chân lại đâu. Bây giờ mình bị vợ bỏ rồi, mình có than thân trách phận, vợ nó cũng đâu quay lại đâu. Mình bị chồng bỏ rồi, có than thân trách phận, nó cũng không có quay lại với mình đâu. Con người mình nên sống ngày hôm nay, sống cho đặc biệt, niệm Phật, biết cười. Khiếm thị cũng vậy, tật nguyền cũng vậy. Tập đi. Thấy không? Nhận đức mà coi có một cái chàng mà cục tay cục chân chàng nít á. Ôi ôi, ta cục tay cục chân mà ta thành đạt thấy ghê. Đi đâu cũng truyền lửa cho người ta chứ. Nên Nhận đức khuyên những người khiếm thị này nghe, đừng có rên rỉ. Kệ, chỉ cần có cơm ăn mỗi ngày được rồi. Nhận đức mỗi ngày cũng 3 buổi cơm cũng làm tới chứ có sợ gì. Nó 2.000 người đó, ở trong chùa đó, mỗi ngày cũng than với ai, cũng là ngày nào cũng có cơm ăn đầy đủ. Bữa nay cũng mập được 75kg, ốm yếu gì đâu, đúng không? Đó, chúng ta dù là như thế nào nhưng mà được ngồi đây là cũng mừng rồi. Mời người khiếm thị cười lên cái coi. Nó đừng có sống buồn khổ làm chi, cứ vui, cứ niệm Phật đi, chắc chắn có Phật sắp xếp. Nên mong rằng những đoạn chia sẻ này từ người khiếm thị được nghe, tất cả người sáng mắt được nghe. Ai cũng nên con người thương con người, khi gặp sự khó khăn khổ đau gì nên giúp nhau, sống bằng cả tấm lòng mình đến với nhau đi. Thật sự mà nói, sống vậy nó không có khổ đâu quý vị. Những đức thấy bản thân những đức có gì đâu khổ, khi làm việc cả ngày luôn vậy mà lúc nào cũng vui. Ho thì ho chứ năng lượng cũng hì hì. Mày muốn ho cái gì mà ho, bể phổi cũng được, ăn thua cái gì. Bây giờ khiếm thị còn chưa sợ cũng chi bể cái phổi, thấy không? Bây giờ họ mới Nhận đức lấy miếng vải, Nhận đức bịt cặp mắt Nhận đức lại. Trước khi khiếm thị nè, 2-3 ngày trước Nhận đức lấy vải buộc cặp mắt lại để cho nó đuôi con mắt, để thử coi mù khổ cỡ nào. Trời ơi, đi vô nhà vệ sinh á, người khiếm thị thì người ta có cái năng lượng mà người ta lâu ngày người ta kinh nghiệm lâu à. Còn mình bịt cặp mắt lỡ đi, nó mò vô nhà vệ sinh, tuột cái quần xuống ngồi ỉa. Nó không ỉa vô nhà cầu mà nó ỉa vô cái bô rửa mặt. Ôi là trời, mình nói đúng là nó thê thảm gì đâu á trời. Nó thấy chưa, thê thảm chưa? Bởi vì như vậy mới thương người khiếm thị, mới thấy người ta tật nguyền rồi thương người ta. Tôi thử coi sao á, tôi cầm tiền tôi đếm thử, tôi bịt mắt rồi tôi đếm tiền, trời ơi tôi không đếm được cái gì. Vậy mà tôi thấy người khiếm thị họ đếm được tiền, công nhận họ hay thiệt. Này là đi vô nhà vệ sinh đi cầu thôi đó, mà còn đi lộn vô cái bô rửa mặt. Vậy đó mà nhiều người khiếm thị ta còn nấu cơm được, đúng là có tật có tài không. Mà anh Tường Văn còn hát, còn hát còn ca nữa. Còn tôi sáng mắt mà tôi có biết bài hát nào đâu. Nên đừng có chê cười người khiếm thị khiếm tật nghe chưa. Có tật mà có tài. Nên tất cả những người khiếm thị nào mà nghe lời Nhà Đức niệm Phật đi, quý vị không có vô dụng đâu. Niệm Phật làm Phật, còn không niệm Phật nó đi xuống tam đồ ác đạo đó, chứ không phải giỡn đâu, khổ lắm. Nghe lời Nhà Đức niệm Phật đi, còn nghe gì rồi con người nó thoải mái vô cùng. Nên tôi thấy tôi thương người tật nguyền, người mù là tôi thương bằng cái tấm lòng thật sự. Tôi thì không biết nói chuyện ngọt ngào gì đâu, nói ầm ầm vậy đó nè. Chứ không phải là nói ngọt mà sau lưng mình lại tính toán so đo với người ta. Thà tôi nói thẳng thẳng, nhưng mà tôi chơi với quý vị là nhiệt tình đó. Những đức thấy chơi với người khiếm thị cũng ngon. Khiếm thị về đây đông gì, đố mà có ai đi giành khiếm thị với mình. Không ai giành chứ. Nghe không? Mỗi lần tổ chức chương trình khiếm thị khắp nơi nơi về ào ào đông xèo xèo. Mà mình thử có chừng 10 bà giàu hộ pháp đi, là có người ta canh, người ta giành giật rồi đó. Hoặc là đẹp đẹp là người ta giành, người ta đem về nhà. Chứ khiếm thị đông ì ì gì, có ai giành không, tôi đưa cho vài người.
Thấy không? Nên những đức thấy rằng là chơi với quý vị ngon, bình dân, thoải mái, không có màu mè, xạo sự. Nên những đức mong những người khiếm thị này nghe, hãy sống thật lòng bằng cả trái tim đi, nói chuyện chân thật nhiệt tình đi, đừng có mà nói chuyện xạo sự. Mình đời này nó đã nghèo khổ rồi, đừng có nói lời giả dối, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nó còn mong đời sau. Trời ơi, đời này mình đã khổ rồi mà mình còn nói xạo nữa. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Vậy là đời sau mình tiêu rồi đó nghe. Nó nên tôi nói dễ hiểu lắm, mà sợ bị không chịu hiểu. Hiểu không? Chứ tôi ngày xưa này ngoài đời nè, tôi xạo còn hơn cái giống hôn gì nữa. Tôi gạt người được là tôi gạt liền, mánh phé đủ chuyện. Nhưng mà cuối cùng tôi thấy nghèo hoài. Nhưng mà từ khi đi vô chùa tu tới bây giờ thật lòng mà nó cái có tiền, thì tôi thấy rõ ràng tu thay đổi số mạng. Chỉ cần chân thật sửa đổi lỗi lầm thì mình có cơ hội sống tốt. Mù què hoặc không phải là ai cười mình đâu. Cười mình là thiếu đạo đức á. Mình đã què hoặc, mình đã mù rồi mà bây giờ mình còn lấy đồ người ta nữa. Trời ơi, mù mà còn thò tay moi đồ người ta nữa chứ. Vậy thì đời của mình cứ như là đời đời kiếp kiếp mình sẽ khổ cho mà thấy. Bỏ cái tính này đi. Ai cho mình được nhiêu nhận nhiêu, nhiều ít mặc kệ người ta. Bữa đó có hai cái ông khiếm thị, ông ngồi ông nói chuyện vậy nè. Ông kia ông nói bữa nay vô mánh được 1.2 triệu, không biết đâu mà được may mắn cho nhiều ghê. Ông kia ông nói tao xui còn hơn, được có 500.000. Ông nói vậy nè, bà mẹ nó ra cho tiền mà nó còn không công bằng. Ở sau lưng Đức nghe chữ âm sùm. Những Đức đứng phía sau, Đức nói là tôi bóp cổ ông bây giờ chứ công bằng. Tôi là Đức nè. Trời ơi, thấy không? Nên nhớ nè, mỗi người phước phần khác nhau. Người ta cho ai nhiều mừng cho người ta, mình ít đừng có chữ. Trời ơi, chứ lỡ đây tôi bao tiền xe đi đến đây mà nhiều ít gì mặc kệ nó chứ chữ làm chi gì chợ. Đúng không? Chứ bộ đi đến đây mua vé sao mà chữ. Đúng không? À, ngồi nghe suy nghĩ kỹ đi. Nhiều ít gì mặc kệ, có là được rồi. Nà, có đỡ hơn không. Nà, phước phần ai có nhiều hưởng nhiều, ai ít hưởng ít, không có là thôi. Từ nơi đó mà nghe gì cho nó thoải mái cái tâm, cứ ngồi im gu, ở đâu ngồi im đó, đừng có chạy lang bang. Có cái ông kia tới cái giờ người ta cho tiền, tự nhiên đi tiểu. Các người ta cầm 200.000, người ta đi ngang cái chỗ đó rồi trả đi, xong chả mới đi vô ngồi xuống cho đợi hoài. Chúng chung chả qua bên cu tăng chả đứng chứ nói thầy, thầy hồi nãy chưa cho con 200. Hỏi ông đi đâu mà chưa cho ông? Ông nói đi tiểu. Nó đi tiểu rồi thôi. Tự nhiên ta cho tiền đi tiểu. Ngộ thấy ghê. Ngồi im đi. Nó chư tăng rồi cũng ngồi im gu chỗ nào ngồi im nghe. Nó bây giờ Phật tử bữa nay đi tặng tiền điều hết nè. Nhắc nè. Lúc trước là trên đây tôi sắp xếp 60 người. Giờ nghỉ sắp rồi. Những người nào mà có tiền cho được 60 người thôi thì đi vòng vòng. Coi có người nào khiếm thị mà còn khiếm tặc, còn xí cụ que nữa, te tua thì đủ duyên tặng cho người đó bị tự cho đi. Hồi sáng có cái ông đó, ông cầm là 15 triệu ông đưa như Đức, cũng nói thầy, thầy con đưa thầy 15 triệu để phụ với thầy để làm chương trình khiếm thị. Như Đức nói ông tự đổi tiền ông cho đi, tôi bữa nay chuyến này là tôi chơi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi là không bỏ vô nữa. Thầy bỏ vô thì mình bỏ vô cái quỹ mình rồi, mà cái quỹ này là quỹ khiếm thị thì cho khiếm thị hết. Tôi không có ôm cái này, cái đồng tiền này tôi không có dám đụng. Thấy không? Nó cái đồng tiền này là cái quỹ của khiếm thị, tôi đủ tiền rồi. Bây hổm tới giờ người ta đưa tôi đủ rồi là tôi chơi tới bờ tới bến luôn đó, không còn chạy ai nữa chân á. Còn những người đi đến đây là có nhiều cho hết đi, cho rồi xong mà còn dư tiền cho nữa lần thứ hai, cho hết.
khỏi bỏ tam bảo luôn, tặng ta đi. Kệ, mình cỡ nào cũng có ba buổi cơm mấy chị em u. Người ta lâu lâu đến đây lần này, trời ơi, người ta có thêm chút người ta mừng. Thật sự mà nói, người ta có thêm chút người ta mừng lắm. Đã là người ta mừng thì cho người ta đi, còn đưa tôi thêm tôi cũng không có mừng đâu. Tại tôi có tôi sống vậy đó, biết đủ thì thường vui à, chứ không phải đụng đâu là gom đó đâu. Tôi gom đúng nơi đúng chỗ, chứ không phải là gom tầm bậy tầm bạ coi chừng lụm lụ đạn mà chết, hiểu không? Đó, mấy vị thấy Kim Thị Nhân Đức nói chuyện không? Thẳng thắn, rẹt rẹt rẹt. Nó thanh niên mà gì là chơi chung được á. Nghe không? Nghe đàn ông mà nói chuyện gì là biết ít gì cũng có cái máu quân tử, hiểu không? Là chơi chung được á. Đừng có lo. Tôi là nói thiệt, tôi hiểu rồi, cuộc đời này vô thường tôi hiểu rồi. Nên đối với người tật nguyền tôi sẽ thương hết lòng. Đời tôi phát nguyện là tôi thương con người hết lòng. Tôi không có giả dối với ai, tại vì sao? Biết rằng tôi không phải là hoàn toàn đúng đâu, nhưng mà tôi nói đối với con người tôi sẽ thương hết lòng từ bây giờ cho đến khi tôi chết. Tại vì tôi thấy con người phải càng thương con người, chứ không có thể nào ghét bỏ con người được đâu. Ai đi đến đây cũng là thăng bằng quyến thuộc của mình, tại thai hình đổi dáng mình không biết thôi. Nó nên từ nơi đó hãy thương con người bằng cả trái tim đi. Nghe chưa? Đó. À, bây giờ nhà Đức nói chuyện đến đây thôi. Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả những người khiếm thị, khiếm thị, khiếm tật, thấy không? Rồi những người mạnh thường quân đi về đây, ai cũng nghe những Đức chia sẻ pháp môn niệm Phật đó, cố gắng niệm Phật đi, siêng năng niệm Phật. Sống trong hoàn cảnh nào vui trong hoàn cảnh ấy, dù cảnh ngộ gì cũng phải có nụ cười rồi niệm Phật đi. Vậy thì đặc biệt quá. Tam bảo gia hộ cho quý vị có sức khỏe, sống vui vẻ, tín nguyện niệm Phật. Cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng nè quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.